ta còn nhớ, vào ngày 31 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh về việc thanh toán tiền khí đốt cung cấp cho các quốc gia không thân thiện bằng đồng rúp. Theo sắc lệnh này, để mua khí đốt của Nga, các nước phương Tây cần mở tài khoản bằng đồng rúp tại các ngân hàng của Nga. Sau khi công bố biện pháp này, hầu hết các nước châu Âu đều phản đối. Hôm nay, Gazprom xác nhận rằng nguồn cung cấp khí đốt cho Đan Mạch đã hoàn toàn ngừng hoạt động do không thanh toán bằng đồng rúp. Ngoài ra, công ty Gazprom cũng xác nhận việc ngừng cung cấp hoàn toàn khí đốt cho hãng Shell Energy Europe. Nguồn cung cấp khí đốt của Nga cho công ty Bulgargaz của Bulgaria và PGNiG của Ba Lan đã bị đình chỉ hoàn toàn do không thanh toán bằng đồng rúp đúng hạn. Gazprom Export đã thông báo cho Bulgargaz và PGNiG về việc ngừng cung cấp khí đốt. Được biết là từ ngày 27 tháng 4 rồi đấy, và cho đến khi nào việc thanh toán được thực hiện theo thủ tục do nghị định thiết lập